Rồi hôm nay mình sẽ tìm hiểu thêm một dạng sa tông nữa, đó là dạng gây khiến. Hôm trước mình học là hình thức bị động là phi tông, tức là cánh cửa nó không mở mà nó bị mở hoặc là bị đóng lại, bị gì đây, bị tắt đường mình vậy, bị hay là được phi tông. Hôm nay mình học thêm cái dạng sa tông nữa, đó là dạng gây khiến. Nhưng ở dạng gây khiến này và bị động hình thức nó giống nhau. Hình thức giống nhau nhưng vì sao chúng ta phân biệt được là đâu là bị động, đâu là sự gây khiến? Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu và cô sẽ giải thích cho các bạn. Trường hợp sa tông này. Sa tông 1 và sa tông 2 gây khiến như thế nào? Thì chúng ta đi tới vì đây cái dạng sa tông 1 ha. Rồi, bây giờ cô bôi chỗ này. Để một tí nữa học hết rồi dạng cô sẽ tổng hợp lại cái những cái vì sao nó đi y hi như thế này, nó khái quát lại. Hôm nay mình tìm hiểu tới sa tông một vị tông nha. Ở đây các bạn dạch sách ra. Các bạn thấy là cái ngữ pháp ở dạng sa tông nó có những từ như là mộc tà, mộc khi tà, ịp tà, ịp khi tà, san tà, sai ly tà và gì đây, xin khi tà hoặc là tha tà bằng là theo tà, mặc tà là mặc chú tà. Các bạn thấy không? Trang một sa tông phần ngữ pháp trang 99 ạ. Các bạn thấy không? Dạ trang 99 nha. Thấy trang 99 chưa? Thấy chưa? Đó. Nó có những từ như thế. Ví dụ như ở phần phi tông nó cũng giống vậy, nó cũng đi với y, hi và ri, ki và để đi với u hoặc là đi với chu. Đó, nó đi như thế. Ví dụ như là gì đây, mọc tà bằng mọc khi đà, đã là gì đây, cho ăn hoặc là bị cho ăn. Và yp tà, yp khi tà là mặc cho, vân vân. San tà, san li tà là gì đây, là cứu sống hoặc là gì đây. San tà, san li tà là san tà là sống, vì san li tà là cứu sống, vân vân, vân. Hoặc là xin tà, xin khi tà là gì đây? Xin tà là đi, đi giày, đi dép đấy. Xin khi tà là đi giày, đi dép cho đấy. Đó, và gì đây? Tha tà, theo tà là tha tà là đi đúng không? Theo tà là đi với u có nghĩa là chở. Ví dụ như các bạn đi xe buýt gì đó thì các bạn dùng tha tà. Nhưng khi ai đó chở các bạn đi, ví dụ như chồng các bạn chở các bạn đi chợ, hoặc là gì đây? Lấy xe chở các bạn đi đâu, giống như tiếng Việt mình xe mô tô, xe máy chở mình đi đâu thì là thành ra theo tà. Rồi ví dụ như mặc tà là đúng, mặc chu tà là làm cho vừa, làm cho đúng. Đó, thì ở trong trường hợp này phi tông và sa tông nó tương tự, cái trường hợp đó đi với y hi ri nó tương tự với nhau. Nhưng vì sao mình phân biệt được phi tông hoặc là sa tông, là vì trong trường hợp là để phân biệt cái thằng này nó phải đi thêm một cấu trúc nữa, là phía sau nó cộng thêm một cấu trúc nữa là a ơ chu tà. À, thì mình mới biết là mình mới phân biệt là đâu là gì đây, hình thức bị động là bị cái đó, đâu là hình thức là sa tông là hình thức gây khiến, mang có nghĩa là cho. Làm cho ha. Ở dạng này làm cho. Như cô nói bị động và gì đây? Gây khiến, phi tông và sa tông nó chia về y hi giống nhau. Nhưng vì sao chúng ta xác định được là cánh cửa được mở hay là cánh cửa gì đây? Mở cho tôi cánh cửa, vân 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 vân. Cánh cửa đâu được mở cho như thế này, vân vân. Hoặc là ăn, vì sao khi mình nói một khi đà là bị ăn, hoặc là khi nào mình nói là cho con ăn, vân 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 vân. Làm cho, hoặc là gì đây? Ịp tà là mặc, ịp hi đà đã mặc cho. Mặc cho con, hoặc là cái áo đó bị được mặc ở trên người rồi, vân vân. Đó, hai hình thức này nó chia y hi y chang nhau, y chang nhau luôn. Ví dụ một khi đà hôm trước mình cũng tìm hiểu là một khi đà là mặc khi đà hay vân vân gì đó, bị tắt đường vân 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 gì đó. Trường hợp đó đó là trường hợp bị, nhưng trường hợp sa tông này là trường hợp làm cho. À, nhưng để phân biệt hai thằng này
các bạn dùng nào cho chính xác. Thì đối với dạng sao trong này như cô nói, chúng ta để phân biệt rõ ràng hai đằng này, chúng ta cần phải cộng với a ơ chu tả một lần nữa. À, hai đây cùng gì đây? Để phân biệt giữa phi tông và sa tông. Để phân biệt bị động và động từ gây khiến. À. Bị động và động từ gây khiến. Bị động mình học hôm trước rồi. Và động từ gây khiến ở đây là động từ gây khiến một, có nghĩa là làm cho. À. Thì chúng ta thêm gì đây? À ơi chú ta. À ơi chú ta vào cái thằng sao tông này này nha. Và trong từ ghi khiến nha. Sao tông một này đấy. Rồi bây giờ cô ví dụ. Con các bạn ăn cơm là các bạn nói phập một cô ờ đúng không? Nhưng bây giờ cô nói cô cho các bạn cho con ăn. Đó, làm cho cái việc gì đó mà các bạn cho con ăn, đó là mình có cái từ là mokida. Mokida. Đúng không? Đó, ăn là một tà. Nhưng mokida là hình thức gì đây? Gây khiến hoặc là bị động. Để sử dụng cái gây khiến hay bị động này thì khi mình chia đôi câu, mình là dạng gây khiến thì mình đi với ao chu tà vào. Tại vì cho con ăn mà đúng không? Cho cái hành động này đã làm cho thường thường nó đi với ao chu tà hết. Đó, cái hôm trước bị động là bị hoặc là được cánh cửa bị mở hay như thế nào đó. Nhưng hôm nay là cái hình thức là gây khiến là cho. Ví dụ như cô nói là cho con ăn. Thì các bạn gì đây? Cho con ăn, cho ai ăn, cho con ăn. A-i hân thê hoặc là a-ki hân thê. Cho ăn, cho con ăn. Không phải là phập một coi rồi nữa. Mà là gì đây? Em bé mà ăn cơm ấy, đã ăn cơm rồi, ăn cơm gì đó thì mình là phập một coi rồi, phập một con coi rồi, vâng vâng. Nhưng ở đây là các bạn cho con ăn. Đúc cho con ăn, cho con cái gì ăn đấy. Đó, thì là gì đây? Phải là một khi tạ. Một khi tạ thì chỗ này để phân biệt nó là bị động hay là gì đây, gây khiến làm cho, thì ở đây là dạng làm cho mà cho con ăn phải như vậy, dạng làm cho thì chúng ta phải kết hợp với ao chu tạ. Thì ở đây y mà đi với ao chu tạ, y đi với ơ thành là giờ một cơ chó trời. A kỳ hành thê một cơ chó trời, chẳng hạn tôi đã đúc cho nó ăn rồi hay gì đó, đã cho con ăn rồi đó. Trong trường hợp này, đó là động từ gây khiến. Cô ơi, thế nếu mà chỉ nói là mực cơ chuyo thôi thì là sai rồi. Tại bình thường em vẫn cứ nói là mực cơ chuyo. Cho nè, cho. Chứ không, cho. Nhưng mà phải phải thêm là mực kỳ đúng không? Chứ không thể chỉ chia là mực. Mộc cơ chu tà đúng không? Là không đúng luôn cô. Đúng rồi, phải kêu bằng mộc kia nha. Chứ còn mộc cơ này là như em nói như thế này đúng không? Ờ, viết như thế này chứ phải là da này. Đó, thì là cái trường hợp này là không. À không, tại vì mình cho ăn. Thì gì đây, mình phải dùng từ này nó chính xác ha. Rồi, ví dụ như trong trường hợp đấy, trường hợp tiếp theo, ví dụ như tại vì bên ngoài trời lạnh quá cho nên là trời, hay là hôm nay trời nóng quá, hãy mặc đồ ngắn cho con vào đồ mà thoáng mát đấy, mặc cho đấy, mình mặc cho con mình chứ nó tự mặc thì là ít ta rồi. Ví dụ như nó đã mặc quần áo rồi thì là ụt thả ít vớt xoay à, chẳng hạn, hoặc là ụt ít bơi à, mình kêu nó là ụt ít bơi, hoặc là ụt ít bơi ra, chẳng hạn mình kêu nó là mặc đồ, đúng không? Nhưng mình mặc đồ cho con,
Hôm nay vì trời lạnh hay trời nóng đó, mặc quần áo gì đây mát mẻ cho con thôi. À thì cô nói là ô nương mại si ca. Tạ, à thập tạ. Hôm nay thì hơi nóng. Thô nì ca. Xì quân ha nội, cái những cái quần áo mà mát mẻ đấy. À, cơ quan xì quân. Han ồ sơn. Không phải ịp, ịp bơ chú xèo nữa mà là ịp thơ. Ịp phi tạ. À, thì là gì đây? Ịp phi này đi với hi. Thì khi chia về đuôi ao chu tà này thì ịp thơ cho yo hoặc là ịp thơ chu xe yo hoặc là ịp thơ gia tề yo. Phải mặc cho con cái quần áo gì đây, quần áo à mát mẻ mới được. À ịp thơ gia tề yo. Trong trường hợp phía trong sa tâm mình không biết là nó phân biệt chỗ nào nó giống nhau thì chúng ta dùng a ơ chu tà, nhưng trong trường hợp các bạn không cần phân biệt các bạn sử dụng bình thường thôi đó, không cần a ơ chu tà. Ví dụ như cô đây không nói là mặc cho mà cô nói phải mặc, à hoặc là gì đây, phải mặc quần áo ấm áp cho con. Bây giờ cô không đi đến cho, nếu mà cho thì cô phải trải thêm một giai đoạn là ipper cho ya teo, ipper cho ya teo, phải mặc gì đây, quần áo cho con là mát mẻ. Thì ở trường hợp này ịp hơi ra tèo, còn không thì cô trải một giai đoạn là ao chu tà để cho biết rõ cái thằng nào là gây khiến cái thằng nào là bị động. Thì ở đây cô trải qua một giai đoạn ao chu tà nữa, ịp hơi cho ya tè tèo. Đi giày dép cũng thế, con mình nó không đi giày dép được, mình đi giày cho nó đúng không, mình mang giày cho nó đó. Nếu như nó đi được là nó đã xin xin tà rồi. Ví dụ như cô kêu á, bây giờ con của cô thằng lớn đấy nó đi dép được rồi, bây giờ cô la cổng cô kêu nó con mang dép vô thì cô nói là xin ban xin nó à, mang dép đi. Nhưng bây giờ nó không mang được, ví dụ như trong trường hợp nó không mang được, bây giờ cô phải mang cho nó đó, mang cho nó đôi dép vào hoặc là đôi giày vào. Thì bình thường mình là xin tà đúng không? Là động từ trực tiếp. Nhưng bây giờ cô không là gì đây, dạng xin tà này nữa, mà bây giờ cô gì đây, mang cho nó. Thì cô có xin kỳ tà. Ví dụ nó nói mẹ ông xin ban một xin nói à mẹ cái giày này của con không đi được, là bạn là à để mẹ mang cho con, à vậy thì để mẹ mang cho con à, thì cô có xin ba xin tạ. Thì ở đây mang cho thì ở đi cho đấy thì gọi là xin xin khi đã, nhưng mà chia về đuôi a y đi với ơ thành do xin khơ chú chụp kè. Ông ca xin bà ơi xin khơi chú kè, ông ca để mẹ mang dạy cho con. Ôi, em vẫn bị loạn cái chỗ này. Ví dụ như là bình thường mình nói là sinh nhật bạn tôi mua cho bạn một món quà hạn đúng không? Thì vẫn là sơn mun sa chua đúng không? Đúng rồi. Thế nhưng mà sao cái này nó lại thêm bị động nhỉ? Ví dụ tôi đi giày cho con thì lại
Đây là động từ. Động từ gây khiến. Ví dụ như tôi mua quà cho bạn, mình có chu tạ thôi, mình đâu có cái động từ nào nữa đâu. Sa chua tà. À, sa chu tà là làm cho cái động từ đó. Sa chu tà nó đi với a ơ chu tà đúng không? Bình thường nó học là a ơ chu tà. Mình vừa bình thường mình học là a chu tà, ví dụ như gì đây, sa chu xe hồ vân vân là làm cái gì đó, hoặc là gì đây, check kinh ịt cơ chu xe hồ vân 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 vân. Nhưng trong trường hợp này đó là nó có động từ gây khiến luôn. Ngoài những cái trường hợp này ao chu tà, thay vì sa tà nó đâu có động từ gây khiến đâu, đúng không? Hoặc là ịt tà vân vân, nó có một số những động từ gây khiến này thôi thì nó mới chuẩn cái đó. Bình thường là mình gì sinh nơ chu xe hồ. Hoặc là gì đây, chu keo, sino chu keo chẳng hạn. Trong trường hợp này các bạn phải hiểu là làm cho cái động từ này. Nhưng ở đây làm cho cái hành động này, ví dụ mua cho tôi cái này, mua cho tôi cái kia là yêu cầu cho mình đúng không? Cho người nói, giới hạn đi, à mua cho tôi cái này, mẹ mang cho con cái này, mang cho con cái kia đúng không? Nhưng ở đây là tự bản chất của chủ thực ngữ làm cho, nhưng mà không phải làm cho bản thân mình, mà đây là chủ ngữ người nói, mà đây mà mình tác động đến người khác là làm cho người khác. Ở tại cái trường hợp này, đây cô giải thích cho các bạn vì sao mà có những cái này này. Để cô ví dụ như trong trường hợp các bạn bảo mua cho tôi quyển sách chẳng hạn, chép sao tôi sẽ đúng không? Hoặc là mua cho con cái này, mua cho con cái kia. Đó, yêu cầu người khác làm. Nhưng trong trường hợp này, mình đâu có yêu cầu người khác làm, mà mình làm cho người khác. À, hiểu không? Trong trường hợp này, Linh hiểu, Lan hiểu, hiểu cái ý của nói chưa? Hiểu được phần nào chưa? Hay không còn gói? Vẫn dối quá, tại vì là làm cho người khác thì mặc áo cho con thì cũng làm, mình làm cho người khác, mình cũng làm cho con chứ không phải làm cho mình. Đúng mà làm cho người khác, làm cho người khác, nhưng khi em, đây là em yêu cầu này, sa chu xe hồ là em yêu cầu đối tượng khác đúng không? Như cái này em có yêu cầu ai không? Không có yêu cầu ai, mà tự em làm cho đối tượng khác. Đây bây giờ em là gì đây? Ở makasimenasinkachuke, mẹ sẽ gì đây? Đi giày cho con. Là em làm cái này, em hành động của em làm cái này và làm cho ai, làm cho người khác, chứ bây giờ không phải là em yêu cầu người khác nữa. Em đây em đâu có yêu cầu hai đúng không? Đấy, omakashimashinachuke, mẹ để mẹ mang về cho con. À, đâu có yêu cầu ai đâu. Ví dụ như cô kêu em mua cho cô quyển sách, hoặc là cô cho em yêu cầu em đọc cho cô cái này, đó là cô yêu cầu em. Nhưng bây giờ cô nói Lan, để cô mặc cái này cho em. Để cô mặc cái này cho em. Đó, thế đây. Người nói, khi người nói yêu cầu làm cái hành động gì đó cho thì mình đi với a ơ chứ là. Nhưng khi người nói không yêu cầu, không làm gì đó, mà người nói trực tiếp hành động, làm cái hành động đó cho cái việc gì đó hoặc là cho ai đó. Đó, thì là gì đây? Mình dùng cái sử dụng cấu trúc về gây khiến này. Đó, cho nên là nó phải đi khác nhau như thế. Bình thường là mình đi a chu tà này. Đó, để diễn tả lại như thế này, bây giờ cô diễn tả lại cho chắc chắn nè. Ví dụ trong trường hợp mà có là con em. Đây, à, có con này, có em này, và có một cái người nào nữa đi. Bây giờ ví dụ như con của em yêu cầu mẹ đọc sách cho con. Nó bảo ma check it go to sale, đúng không? Là đúng. Mẹ đọc sách cho con. À, ma check good go to sale. Bình thường check it go to sale. Đó, rồi bây giờ các bạn đọc sách cho con nghe, các bạn lấy đây
Aoma check it kotuke. Đó là một cái dạng bình thường, mà khi mình nói là hành động như là bình thường, đó là làm cho cái gì đó. Nhưng ở dạng gây khiến này nó không đi nhiều từ đâu các bạn, nó đi có vài từ thôi. Trường hợp ita này là gì đây? Thì là cái trường hợp là đọc hoặc là được nghe vân 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 vân, thì những cái trường hợp động từ này nó không chia vào y hi, nó chỉ chia một số động từ này thôi. Và trong trường hợp là trong trường hợp như cái này, mẹ mặc quần áo cho con đi, mẹ mặc quần áo cho con chẳng hạn, thì tại sao chúng ta không dùng là ô sư? Ịp bơ chú xe à, đúng không? Trong trường hợp này ô sư ịp bơ chú xe à, mẹ mặc quần áo cho con. Mà trong trường hợp này người ta không dùng ịp bơ chú xe rồi. Nếu như ịp bơ chú xe rồi thì là gì đây? Nó không hợp lý. Mặc đúng là mặc cho đó, mặc cho mẹ mặc quần áo cho con. Thì ở đây nó yêu cầu là ịpơ chú xe, ịpơ chú xe ô ma, ô sư ịpơ chú xe ô con. Trường hợp này nó không nói ịpơ mà nó sẽ nói ịpơ chẳng hạn, ịpơ chú hay là ịpơ chú xe ô. Đó, cho nên là mình rất là mơ hồ giữa cái ô sư ịpơ chú xe ô và ô sư ịpơ chú ịpơ chú ô. Hai cái này cũng là mặc quần áo cho con. Nhưng nếu để chính xác với cái ịpita này á, ịpita đấy, thì các bạn khi các bạn động từ gây khiến là khi mặc cho ai đó hoặc làm cho ai đó cái ịpita này thì sẽ các bạn đi với ihi để sẽ hợp lý hơn. Là gì đây? Cái những cái từ bình thường là ịpơ cho. Như cô nói, những cái từ này không phải động từ nào cũng chia về. Nếu như nó không chia về y hi thì mình chia về a ơ chu tà bình thường này. Hay nói cách khác, đi với những cái động từ gây khiến này để nhấn mạnh cái hành động làm cho thôi. Còn ví dụ như cái từ ịpta này nó không có đi với dạng y hi thì các bạn chia về được a ơ chu tà bình thường đúng không? Nhưng khi các bạn chia về cái ịpơ cho này này thì nó mới chính xác, còn ịpơ cho này thì không chính xác. Còn cái từ ịpơ chú xe thì để đây là ok. Như cô nói đó, không có cái từ nào mà nó chia hết về cái tất cả động từ, ví dụ như con đua hai tà hay gì đó, nó không chia hết về được, hay chia một số dạng như thế này ha. Ví dụ như hồi nãy có ăn thì là có ăn, nhưng mà uống, ví dụ như cho con uống nước đúng không, nó đâu có từ uống, nó chỉ có từ ăn. Và dây từ mặt, ví dụ như đi giày cũng thế, mặc cũng thế. Và gì đây? San tà là sống, sali tà là cứu sống cũng thế. Cứu sống một người nào đó. Salo cho xe hãy cứu tôi, hãy là gì đây? Ví dụ như là mình sống là san tà, mình kêu ai cứu mình là gì đây? Sali tà. Ví dụ salo cho xe hãy cứu tôi với, hãy cứu tôi sống với. Đó là những động từ gì đây? Gây khiến, đã làm cho cái gì đó, cứu cho tôi với, đúng không? Ví dụ như trường hợp là tha tà là đi. Và là gì đây? Theo ta là chở. Ví dụ như mình nói mình muốn ai chở mình đó, nhưng mà là mình không nói là tha ơ chú xe ơ được, mà người ta có ghi một từ, người ta chia về y hi, đó là theo ta, thì các bạn phải chia về theo chú xe ơ. Mình nghĩ cách đơn giản như là nó chia thành một từ khác đi, nghĩ như thế. Ví dụ như xin ta là đi, nhưng mà xin khi ta là mang, là mang dép mang giày, là mang cho đó, mình để như thế đi. Mình nghĩ như thế, có từ nghĩa đây khác nhau như thế đây, để không gì mình không phải nhầm là cái này xin khi tả là xin thơ chú xe ở đây là gì, khi nơ chú xe vân vân đó. Mình chỉ ghi mặc định trong nói như thế, tại vì động từ bị động và gây khiến nó không đi theo một ngữ pháp gì cả. Vì sao nó đi với y và vì sao nó đi với hi vân vân, người ta không chia mặc định nó cơ bản là như thế nào, cho nên nó rất là khó hiểu. Và cái nó giống như là định ngữ vậy đó, nó giống cái dạng định ngữ đó. Còn một tí nữa cô sẽ tóm tắt lại vì sao nó đi với y hi vân vân. Nói người ta chỉ định hình như thế thôi, chứ chưa có chính xác là vì sao mà chia những từ, vì sao chia về y, vì sao lại chia về hi vân vân. Vì sao nó là dạng là gì đây, phải đi với y. Ví dụ như từ một kia phải đi với y, còn từ là gì đây, từ một tà phải đi với y, và từ gì đây y tà phải đi với hi đó. Cho nên là nó rất là, còn người ta không xác định được một cái dạng mà là chính xác, người ta chỉ gì đây đưa ra nó dạng như thế thôi, nó không chính xác được một dạng nào cả. Cho nên là
trong trường hợp này ha, cái tình huống này thì là gì đây, các bạn khó hiểu nhưng mà các bạn sử dụng nhiều sẽ hiểu thôi. Bây giờ giống như định ngữ vậy đó, các bạn bây giờ là sử dụng định ngữ ok đúng không? Đó, ngày xưa đi học định ngữ cũng thế, nó không có một lý thuyết, không có một cái nghĩa nào, cho nên mình rất khó để mình sử dụng trong bài. Thì cái động từ bị động và gây khiến này cũng vậy ha. Rồi bây giờ cô sẽ ví dụ dài tiếp theo, khi các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ biết. Đi tới ví dụ đây cô sẽ giải thích tiếp. Rồi bây giờ ví dụ như là còn cái từ gì đó là salita, như hồi nãy cô nói là salutio nè, cứu tôi với, sống là santa, nhưng mà salita là cứu sống, cứu tôi với, cứu tôi sống với, vân vân vân. Giờ là theo ta, thêm một từ nữa là matuta. Và bây giờ cô sẽ ví dụ một số từ khác đây. Cô bữa nay cô có dạy là khi nào mà thêm y hi được không cô? Đó đó, bây giờ hồi nãy cô mới nói nè, tí nữa mình học xong cái sa tông này và cái gây khiến đi rồi mình tổng hợp lại luôn. Đó. Tại như cô nói, người ta không có là chắc chắn một điều là cái này phải đi với y hi, nhưng người ta có tổng quát thôi, dạng nó tổng quát thôi, chứ không phải là bắt buộc là cái này cái từ này nó phải kết thúc bằng cái gì thì mới đi với y. Đó là cái dạng người ta tổng quát lại sơ sơ thôi, ví dụ như cái trong trường hợp này. Cho nên là mình rất khó để hình dung ra. Tí nữa cô sẽ gì đây, cho các bạn học hết này rồi cô sẽ cho các bạn vì sao đó y này. Rồi trong trường hợp này, giáo viên này, cô có một câu là giáo viên đọc sách cho học sinh. Như hồi nãy mẹ đọc sách cho con đi, vân vân, thì có chắc cứ có chú xe, chú xe à? Ví dụ có một yêu cầu trực tiếp nè, check in dịch gì đây, thì con chú xe à? Bình thường mình nói như thế này đó, mình yêu cầu như thế đúng không? Nhưng khi mình nói giáo viên đọc sách cho học sinh nghe đó, không phải đây này, giống như không phải cái dạng trực tiếp mà cái dạng gây khiến. Đó là giáo viên mà gây khiến, mà người nói đấy đã trực tiếp làm cái gì đó cho cái người khác, gây khiến làm cho, như cô nói đấy, em mình hình dung cái là làm cho đi, không ở dạng đây, không có đi với ao chu tà nữa. Ao chu tà là cho cái động từ đấy, mẹ đọc sách cho con. Như ở đây có trường hợp là gì đây, giáo viên đọc sách cho học sinh, đọc sách tiếng Hàn cho học sinh chẳng hạn, so sinh gì. Sơn sen nim y hắc sen nghề kê hàng cô. Không thấy em à? Nhẹ không phải, vì sơn sen nim này, sơn sen sơn sen nim nha, sơn sen nim y hắc sen nghề kê hàng cúc cờ rơ hàng cúc cờ chê. Hàn Quốc cơ checker. It kita. Mà vì sao không có it kita cho vào là it kita này? Ở đây người ta sẽ chỉ là ví dụ như đã đọc sách cho học sinh nghe. It kita cho sơ. Cho sơ à? À, chứ không phải là ít cho chú ta này đâu, mà dạng gây khiến này là như thế này.
đây có hai dạng, người dạng checker equal to sale chẳng hạn, thì ở đây các bạn nghĩ như ở đây là người nói này, cái người nói trực tiếp yêu cầu là đọc sách cho con, checking equal to sale. Còn cách gián tiếp này kia không có nói, đây là cô đang nói cách trực tiếp, ở đây không phải là gián tiếp, ở đây là động từ gây khiến nha, không có sự gián tiếp nào hết đó. Yêu cầu là checking equal to sale, nhưng ở đây cái cấu trúc này đó là khi chủ ngữ mình không nói là đối tượng người nói gì cả, nhưng mình nói cái chủ ngữ này đó, ở đây không phải là mình nói, mà mình nói là son sang nim mà, đúng không đó. Khi mình nói chủ ngữ làm cho gì đây, cái việc gì đó cho người hoặc động vật, sự vật hoặc một đối tượng nào khác, và làm cái gì à, làm cái gì đó để đạt hoặc là đạt được trạng thái nào đó à, cái chủ ngữ thôi, chứ mình không nói cái người nói trực tiếp. Ví dụ như mình yêu cầu ai khác thì cũng bảo là equal to sale, đúng không, đó là người nói trực tiếp, người nói yêu cầu. Nhưng ở đây khi mình nói cái chủ ngữ đấy, cái chủ ngữ này, khi có chủ ngữ là làm cho ai đó, ví dụ như chủ ngữ là cái bà giáo viên này, bà làm cho ai, bà làm cho học sinh, bà làm cho gì đây, à bà đọc sách cho học sinh đó. Trong cái trường hợp này khi mình nói là gì đây, checking equal cho vô cũng được, cũng bình thường, nhưng đối với nghĩa chính xác của nó ấy, lúc trước mình chưa học là gì đây, động từ gây khiến thì mình chỉ ghi là equal cho rồi, đúng không đó. Nhưng mà ở đây hôm nay mình học động từ gây khiến rồi, thì cái equal to rồi đó là như cô nói bình thường, nó dạng là dạng bình thường đi, hay nói cách khác để cho nó dễ hiểu, ở đây mới là dạng chính xác của nó này à, nó chia ra cái động từ gây khiến nữa à. Rồi trong một cái trường hợp nữa à, cô có trường hợp gì đây, có cái trường hợp là mình nói là bố hoặc là ba ca gì đó, hoặc là cái bạn gì đó vân vân, min chê si đi chẳng hạn, cô có min chê si ca bình thường đổi nóng cho con chẳng hạn, Aki hành thề Min Jessica Aki hành thề mô cha rư Sơ chẳng hạn, Sơ chô sơ yào đi chẳng hạn, hoặc là sơ chô yào. Đúng không? Mình có dạng làm cho cái động từ đó, đổi cho, đổi nón cho à, đổi nón cho cái em bé này. Nhưng thật sự ra để chính xác cái câu này đấy, chủ ngữ này không phải là cái người nói trực tiếp yêu cầu, mà mình đang nói cái chủ ngữ này đó, thì là khi cái đuôi câu mà nó chính xác nhất phải là từ, đợi để cô ra được rồi nha, siêu tả. Đợi cho ở đây cô không muốn đi với ao chu tả, cô cũng có thể là xua sờ chẳng hạn, mi chia sẻ cả à kỹ hành thế mu cha đến xua sờ à.
Đấy, nhưng cô tóm lại hay nói cách khác. Nếu như chúng ta trực tiếp yêu cầu ai đó, người nói trực tiếp yêu cầu ai đó một việc gì đó, làm cái gì cho, thì chúng ta sử dụng a, ơ, chu tạ. Nhưng khi chúng ta trực tiếp làm cái gì đó cho người khác, khiến cho người khác, thì chúng ta dùng cái động từ gây khiến này. Hoặc không phải là chúng ta mà là chủ ngữ. Riêng về chúng ta cũng thế. Ở đây, chủ ngữ không phải là gì đây, mà tôi, mà là Son San Nim hoặc là Minchisika. Ví dụ bây giờ là, cô nói là cô đọc sách cho con. Đọc sách cho con thì chính cô là đối tượng làm cho ai đó làm cho con. Thì chính chỗ này chúng ta phải sử dụng được những cái động từ gây khiến này nó mới hợp lệ. Còn ví dụ như cô yêu cầu các bạn, đây cô bản thân hoặc là người nói, yêu cầu là Son San Nim yêu cầu là mua những em học sinh đó, mua cho Son San Nim cái đọc sách cho Son San Nim nghe. Thì là gì đây? Họ yêu cầu trực tiếp chú thật. Nhưng ở đây, chủ ngữ hoặc người nói không yêu cầu ai cả, không nói về cái việc yêu cầu người khác, mà chủ ngữ trực tiếp hành động lên cái những người này. Trực tiếp hành động gây khiến làm cho những cái hành động đó cho những cái người này. Thì chúng ta sẽ sử dụng gây khiến, dạng gây khiến như thế. Nếu như các bạn không ghi, các bạn ghi lý thuyết cho cô đi, để mà ra này mình so cái lý thuyết. Đối với Ao Chu Tạ, để cô cho các bạn thêm một cái Ao Chu Tạ, lý thuyết của Ao Chu Tạ như thế nào và lý thuyết của cái này như thế nào ha. Bây giờ mình cho cái lý thuyết này trước đi, ghi cái lý thuyết đi. Nó có nghĩa làm cho, nhưng mà nãy giờ chưa ghi lý thuyết nào, các bạn ghi cho cô đi. Diễn tả một hành động nào đó mà chủ ngữ diễn tả một hành động nào đó mà chủ ngữ trực tiếp diễn tả một hành động nào đó mà chủ ngữ trực tiếp hoặc tác động lên chủ ngữ trực tiếp hoặc là tác động lên trực tiếp tác động lên hoặc là làm cho người khác hay là động vật, làm cho người khác hay là động vật.